Ồ đúng rồi, thì ông chúa nè để quay cho cái này ta ông chúa nha các bạn. Rồi sơn nó cái gì, sơn đánh dấu nó cái gì, bắn chắc quá để phải cho nó đặt cái lưng lên đúng không? Dính ở trên cái khăn mà. Để cho nó khô chặt. Người ta còn ghi số lên trên. Thì sao ghi được nhỏ à, nó có nó in một cái miếng nhỏ nhỏ nó dán lên cái gì rồi cho nó cái clip nó làm á. Chú này thả ra nó cắn khoảng bao lâu thì thả ra khoảng hai ba ngày nó bớt bu cái gì thì thả ra sớm sợ mấy con thợ này nó bu cho nó cắn chết đó. Thì mình cũng không cần gấp mà miễn sao cho nó búa mà nó mở ra nó không bị cắn là tại vì mấy con này cũng lúc qua con nào không cứ để cái này trong cái kẹo này để thưa ở ngoài đi thì cái nào cũng mặt có đó chi vậy thấy không đổ cho đây nhỉ ờ đó 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 ừ không hợp đó cầu quen chứ xé lại cái đó đi cái cầu đó cái nào cũng bỏ tại cái đó là nó xây tự nó xây đó chứ tại lúc đó chú không ra là chú hết cái phần chân rồi được thấy nó đông quá đó thì chú mới để vô cho nó tự nó xây đó chú mồi nó một chút xíu ở trên đó thôi mà nó xây ra vậy đó. Sau hai ngày tách đàn thì cái ông thợ nó bắt đầu nó quen với cái mùi chúa mới và nó đã bay ra khỏi tổ để bài tiết và nó nhận cái tổ mới của nó đó các bạn. Thì mình thả con ông chúa ra thì con ông chúa nó đã quen với cái thùng mới rồi, mấy ông thợ nó cũng đã quen với cái mùi chúa mới rồi. Thì sau hai ngày mình nhốt đó thì mình có thể thả con chúa ra được rồi. Ê, thì sáng giờ là mình đã thả con chúa ra rồi nha các bạn. Mình mở cửa ra và nó đã đi ra và đi xuống dưới kèo rồi. Chút xíu thì mình sẽ tìm nó đi dưới kèo như thế nào, mình sẽ quay cho các bạn xem. Sau khi thả ra là nó đã được mấy con thợ chấp nhận và nó đã sinh hoạt bình thường rồi. Đàn thì đàn ông đã sinh hoạt trở lại bình thường, như là đàn mới đã bắt đầu ông đã ra cách giữ cửa tổ và một số con ông đã đi ra ngoài và đi hút mật. Vậy là mình đã tách thành công một đàn ông. Các bạn nhé, xin chào, hẹn clip sau.